ការរលាកដែលស្ដែងប្រាប់តាមរយៈការអោយសញ្ញាចិញ្ឈាមគឺជាភ្នាក់ងារចម្បងក្នុងការទទួលខុសត្រូវបំភ្លេចបំផ្លាញអញ្ចាញនឹងធ្មេញជាធម្មតាបើអញ្ចាញមានសុខភាពល្អវាមិនចិញ្ឈាមជាដាច់ខាតនៅពេលដោះសម្អាតនោះដូច្នេះសរុបមកសូមចងចាំថាបើមានឈាមគឺមានបញ្ហាហើយតែមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យអញ្ចាញចិញ្ឈាមសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជមនិតគិតសេ và ta thì mỗi cứ mà y dân bị cao miền đây tha vì anh à mai những người ắt đó người ta thì biết đời xa đầy pê đầy dương nhằm trên đây hai hai dương ắt bàn sầm à pleem pleem này trên đây hai việc đợi chọn chỉ mỗi nó còn lệ thằng mình nhé có thằng mình mỗi chọn sành trà nhớ trà trà họ đã hai việc ăn với xong chỉ mỗi nó là để sành trà nhân tới vừa ấy ở liền trà như ấy đó thằng mình chiêm đài chà chà hay miền bắc nhà sinh kế đấy cả ta thì bấy đời xa chừng ngư rẻ xịt mình và đầu đông tàu bạc tì và chừng ngư anh trai nó cứ với ai à đây ly cẩm băng đại với chuột chừng mũi co thông minh hay từng thông minh nó hay là người ta một thông minh nó là hồ nó về tây chia đây lịa đời trong là hồ đó à thì buồn nó cứ đời xa để chừng nhẹ chừng người nó qua hà để vitamin C á. Đối với bệnh sinh dịch không cả này để dương khơi thành tràn dương nước miên tranh chiêm dương ai tục và đại và đạo chẳng tiệt tới ta vì ai miên kêu thân ai xem ra tiệt thế. Chỉ cả bất bất tam mà đại nhà bài trai cái tết cứ tha cái thở để tỏ khổ phèn và năng vi chế chùm hiên tầm bổng á nó vi chế chùm buồn hiên tầm bổng đại dương thở để chua chua vi hiệp cho mi lang vinh cái này dương đại và đạo vì ai cũng bị cái sông sờ nó khăn mình đến vì ai ai dương khăn một mình khăn một á đời xa chiêm đại dương chộp nó không một nó vì ai ta chỉ khăn á và nó hàng tìm mùi thì biết cái này dương tục vũ à thằng mình nó vừa sờ đỏ và thằng mình sờ đỏ hàng trái nó ham là hốt mỏng cha cha và thì bây vì ai thằng mình nhận cử mình nhận cử đời xa đại chiêm nó á ai thì muốn đi đăng xe với cả na dương miền bành hà nơi con mọt miền để chiêm mấy chẳng tới dương thùng khăn mọt nắng đời xa miền ăn với xong chúng với nó bạ tử đi đời với nó con mọt nắng ai dương chúng các dương lê trồn phù tới có vì miền bành hà hướng liệu cũng to li ấy chẳng hạn á chà chà là tôi tiết bà đối với ta thưa rằng mấy đam bê dương ai kịch phốt bị bệnh hà miền bành hà chúng người nâng cao đường chai thì mình nhận bán tới chứ xong khác nữa là mai mọt bây giờ dương nhâm trên đây hai hai cứ dương từ sầm an với cháu muốn đọc pram để tì cầm ai hú bà về miền cát ta chở này để ai hú cái nào hú về miền bành hà về miền cát ta buôn tiết đây về ai từ chiều miền bành hà thông minh để tiết đó bà nó cứ cát ta sầm khăn để dương chưa bán cứ cát ta ăn à mày tí mùi tí pí cái nào dương miền bành hà ấy chẳng cứ dương thở tỏ cụ bè ai cái tay chưa ba tam là tập hiệp đại dương thử mưa nước thay thử chùm hiên đồng bổ dương thử thư giãn mấy đồng bây giờ bảo vệ chiên tập đo thông minh cư mình sập đo được có hồ chiêm thông khẩn bạc ấy chẳng á chà chà anh nằm mày mặt mình cứ chia bạc ca sầm khăn á đôi đại lục group bếp miên bạc sạm bành mình sạp anh chẳng ta kì ai thư ca cao sầm ạc mình rư nỉ dây tam phía xa sầm mày thả clean thông minh nút bạn đại khuôn ái đại mình bạch tê chuộp nâng group bếp bạn đại rì tê anh nó miền nó miền tháp rầy cái mối sự nghiệp thời quân ai bàn tay với mình bàn cục quản đôi chi cụ pè thế bị bộ cụ pè quạt ai nâng sầm an dương thằng tây nông tây kéo cứ thắc quạt ai sầm an dương ba sao giờ pì thằng mình nâng hay đầy dương mà sầm an quân ai bàn tại tầm tầm an thằng mình một hơi lục tới bàn trái ai một á và hai anh nó cứ nơi sọc rạng nó chiều xe hướng sọc rạng nó rồi mà cho mẹ nó cứ tha có bấy trăm bạch thở ta tư là muộn cứ tắc cái thở tay xâm át cao xâm át thử đi tạc ra xong chà hẹt ấy bằng chứ kia tới trăm bạch tìm tia thở ca ở cao thông minh nhân xâm át khăn mấy chá miên bây giờ ở vậy khá tư chè vì bố cà na dương đại dương xâm át tam rỉa chè đâu thông minh viên mạnh ai bàn bà rồi kia rồi đi
Như quán tài xâm át bàn tài mà chúng muốn thông bằng đằng ấy ná. Tài bùi chúng muốn tôi tiết đôi chỉ dương bê dương kênh bê ấy chẳng tới tất mọt á. Đại dương chanh máu về mình chết à để chết chết cầm báo. Chá. À chết cầm báo nâng bê đại dương kênh lũ ấy chẳng cứ tha dương mình ai xâm át bàn ấy chẳng à chết cầm báo nâng bê mà rung chiều xe nơi ta mà cả lẹ thông minh á. Chiều xe nơi tàm cò thông minh hay đó là bê chẳng tới nế à. À nâng việc bậc cao hơn mà ngay tích. À nâng cô chỉ cái ta chăm bong để ao chiêm thông minh đến đó. Chẳng hãy đây dương thử tiêm tiêu cứ tha dàng hao bầm phót cư và mũi khai để chuộc nâng cụ bèn ai gật tế tầm bay cao sầm át chanh để thử đi tạc ra nữa. Hãy cho bệnh sân chỉ dương mà khơi miền ạc ca rạ chìm thông minh nâng hóa dương mình ai liếp thân nằm xa rưu gật thân nằm ấy ai chùi bàn cục còn thế mình nè cha. À nâng còn là gì cả ta mùi tui ta chứ đem bây bệnh dương thư ở nâng á. Tuy ho thả dương một ý ai dương ai nhằm bàn. Tại bệnh sân chỉ tạo chụp cụ bè đem bây ở quán mưu thật ta nâng viêm mau bị xây. Dương chia ba ta mù là hai đưa vinh bàn việc. Bà ghi lỗ á, vì ở tiên hoa tham mưu là hai viết mặt đá màu phi chít cầm bào. Chít cầm bào nó bị tao cho chụp cho mùi nâng chai, nâng viết ao hình chai, nâng viết tới ở lĩa, viết ao chìm. Chẳng dưng thư à, ca cao xâm á, nâng chanh máu cứ à, nâng cứ viết cho phương bọn. Cứ ta ba tay chìa phía tất cứ xa ta, nâng viết lên miền bà nhà ấy á. Chà, bên này dây xe sổ cứ thả hình chàng thầm mình, mà xâm chí là hình chàng dừng là ổ. Vì anh có ai chui thầm mình dưỡng, ai miền sổ phiếp lọ đây mình chân ạ? Bà đó, nâng bất á, mỏi kia rồi á. Bà, cái này hình chàng là ổ, vì tao mong với phía ốc, chứ mỗi nâng thầm mình dừng chuộp. Cái này bình chàng dừng chiếm rồi liệt. Ất chụp chớ, nụ có thử ở dưỡng ai chụp bà tè nâng bà nhà hà sổ cập hiệp thầm mình nâng có chọc thôi tự tâm nụ đài. Bà nâng lươn á, lươn mênh tên. Nói ai sần đó ở ấy chân tới vì khâu tăng tập hoa nập hiếp. Vì sần đó vì khâu tăng vì mục nghe tập phía bà ở đây thầm mình nâng. Bà hay vì ai ta bà có mê hốt bà chỉ nuôn tiết tư thầm phùng co đi nhầm dễ chân phùng co cập bé. Hay vì ai miên bà chỉ bấy tập ram phía rồi tới chỉ chừng ngữ bẹ đồ ná. អគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកិត្តសែនគឺជាប្រធានអគារផ្នែកតនសាសនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈក្រុងភ្នំពេញជ្រៀតក្នុងឱកាសនេះដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឆាលមីស៊ូបានចូលមកពន្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីគុណប្រយោជន៍និងបំរើបំរាស់របស់ច្រាសដុសធ្មេញសម្រាប់លោកគ្រូពេទ្យតាមក្បួនតាមច្បាប់ច្រាសដុសធ្មេញមួយមានអាយុនិងប្រសិទ្ធភាពជាមធ្យមយ៉ាងយូរបំផុត 2 ខែលើសពី2ខែច្រាស់ចាប់ផ្ដើមកោងរីកបាត់បង់គុណភាពដុសធ្មេញក៏លែងសូវស្អាតដែរត្រូវតែជ្រើសរើសយកច្រាស់ណាដែលមានសរសៃទន់ក្បាលតូចដើម្បីជុលទៅសម្អាតធ្មេញបានសັບកន្លែងកនិតកន្លុកជាទូទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឆាលមីសូតែងតែមានគំនិតប្រឆាំងនិងហាក់ចង់ធ្វើសង្គ្រាមខ្លាចទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកផលិតថ្នាំដុសធ្មេញពីព្រោះការដុសសម្អាតធ្មេញគឺជាការប្រើកាយវិការប្រើកម្លាំងទៅដុសទៅច្រាស់ គាត់កំណត់សំណល់ដែលកកជាប់នៅលើផ្ទៃថ្មិញកកថ្មិញនិងកន្លែងក្រឡាក់ក្រឡាក់ជាច្រើនទៀតដូច្នេះទាំងនេះវាគឺជាភារៈរបស់ច្រាស់ទាំងស្រុងថ្នាំដុសថ្មិញមិនថាម៉ាក់ណាឬម៉ាក់ណាទេសម្រាប់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពុំមានប្រសិទ្ធភាពនេះឡើយថ្នាំដុសថ្មិញដែលមានសារធាតុគីមីគ្រាន់តែជាការបន្តបន្សំបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ជួយឲ្យបាត់ក្លិនមាត់បានប្រសើរមួយផ្លែតនិងជួយសម្រួលនៅក្នុងពេលដោះសម្អាតតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលទទួលទានអាហារគួរតែដោះធ្មេញសម្អាតជានិច្ចតែដោយសារតែភាពមមាញឹកបានធ្វើឲ្យយើងភ្លេចឬរំលងម្ដងម្កាលបានចំពោះការដោះធ្មេញពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ក៏ប៉ុន្តែការដោះសម្អាតធ្មេញក្រោយពេលបាយល្ងាចគឺជាការចាំបាច់ដែលមិនគួរខកខានទាល់តែសោះទោះបីជាក្នុងករណីណាក៏ដោយ